Em chọn 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm dành cho Phú An. Chúng tôi chúc bạn thành công với lựa chọn này. Trạng thái nào của vật chất mà tên gọi theo tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là chất có thể tạo khuôn? Chất rắn ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu nhanh nhất của Minh Ngọc. Chất lỏng ạ. Đáp án của Minh Ngọc là chất lỏng. Vâng. Đáp án của chương trình là plasma. Một sự nuối tiếc không hề nhẹ cho các bạn thí sinh. Phú An thường thường có một cái động tác là giơ số 3 như thế này, có nghĩa là gì ạ? Dạ, thực ra là động tác bẻ tay của Kaneki Ken trong anime ạ. Ra là vậy. Và bây giờ động tác này sẽ là một dấu ấn riêng của Phú An. Dạ, bẻ tay như này cơ. Để tay như này. Bẻ hẳn như này hả? Dạ vâng. Ôi trời ơi. Muốn con ngại nhiều. Dạ. Vậy thì Phú An, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Chúc Phú An thành công với câu hỏi này. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngợi ca về cuộc cách mạng nào? Giống như mặt trời chói lọi, chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Câu trả lời của em là cách mạng tháng 10 Nga. Phú An có thể chia sẻ thêm những thông tin bạn biết về cách mạng tháng 10 Nga được không ạ? Dạ, em chỉ biết là cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1917 thôi. 1917 do Lenin và đảng Bolshevik lãnh đạo. Và đây cũng là một cuộc cách mạng dung chuyển thế giới và có ảnh hưởng tới sự phát triển cách mạng của Việt Nam từ đó về sau. Và đó là câu trả lời chính xác. Bây giờ thì Phú An sẽ đến với câu hỏi thứ 3 của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ em không ạ. Câu hỏi dành cho Phú An như sau. Một kim tự tháp có đáy là hình vuông, độ dài mỗi cạnh là 230 mét. Một người muốn xếp hoa thành một đường tròn xung quanh kim tự tháp đó, sao cho đường tròn hoa đó đi qua bốn đỉnh của đáy kim tự tháp. Tính diện tích của hình tròn đó, lấy pi bằng 3,14. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Văn Cường. Câu trả lời của em là 3207,02 m². ạ. Vâng, chúng ta có thể thấy vòng tròn đó ngoại tiếp đáy kim tự tháp. Bán kính đường tròn đó sẽ bằng 230 chia căn 2. Diện tích hình tròn đó sẽ bằng 3,14 nhân với 230 bình phương chia 2. Và đáp án chính xác phải là 83.053 m² ạ. Rất tiếc, Văn Cường chưa đưa ra một câu trả lời chính xác rồi. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Phú An ở phần thi của riêng bạn. Xin mời trở về vị trí. Văn Cường, hiện giờ bạn đang cảm thấy thế nào ạ? Dạ, em cảm thấy khá là hồi hộp ạ. Vậy thì làm như thế nào để bạn có thể bớt hồi hộp được ạ? Dạ, em chỉ hy vọng được sự được một tràng pháo tay thật lớn của quý vị khán giả. Còn lúc nãy thì chúng tôi chưa kịp hỏi con heo ở trên bàn của bạn là thế nào, Văn Cường? Em tuổi con heo và một phần là con vật may mắn của em cũng là con heo ạ. Và bây giờ thì hy vọng rằng con heo đó có thể mang đến may mắn cho bạn trong phần thi về đích. Xin mời! Xin mời Cường đưa ra sự lựa chọn của mình. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 20, 20 và 30 ạ. 20, 20 và 30, đó là lựa chọn của Văn Cường. Chúc bạn thành công. Đã có lần tôi nhìn
như một cố nhân. Chuyện ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Cố nhân mà Nguyễn Tuân nhắc đến ở đây là gì? Câu trả lời của em là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Chúng tôi đã ghi nhận câu trả lời của Văn Cường. Xin mời các bạn thí sinh khác. Đúng thật là trong bảng đăng ký thì chúng tôi cũng chưa thấy bạn nào viết là sở trường của mình là môn văn, đúng không ạ? Và khi nhắc tới tác giả Nguyễn Tuân thì chúng ta có thể nhớ tới một tác phẩm rất nổi tiếng, đó là Người lái đò sông Đà. Và trong tác phẩm đó, nhà văn Nguyễn Tuân đã ví cố nhân với một dòng sông để thể hiện nỗi nhớ, da diết, bâng khuâng, cũng như sự trân quý của mình dành cho một người bạn cũ. Và cố nhân ở đây chính là sông Đà. Rất là tiếc chưa có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời chính xác. Bây giờ thì Văn Cường sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao Hy Vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi của Văn Cường như sau. Hai cuộc cách mạng nào trong sản xuất nông nghiệp đã giúp Ấn Độ giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân? Câu trả lời của em là cách mạng xanh và cách mạng trắng. Bạn có biết vì sao gọi là cách mạng xanh và cách mạng trắng không ạ? Theo em biết thì cách mạng trắng là cách mạng đẩy mạnh công nghiệp, đẩy mạnh phát triển sữa bò. Còn cách mạng xanh thì em cũng không nhớ rõ lắm ạ. Cách mạng xanh là trong ngành trồng trọt và đó là câu trả lời chính xác của Văn Cường. Thực sự là khi Văn Cường trả lời xong, bạn cứ lắc đầu rồi thở hổn hển, thở dốc như vậy, cũng khiến chúng tôi hồi hộp cùng bạn. Nhưng mà rất là may mắn với câu vừa hỏi vừa rồi thì bạn đã trả lời chính xác. Và bạn có muốn lấy động lực đó để có thể sử dụng ngôi sao Hy Vọng không ạ? Dạ, em không lựa chọn ngôi sao Hy Vọng ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Văn Cường. Mời bạn trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn thí sinh của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Cho xe sủi vào nước, nó sẽ sủi lên những cái bọt khí như thế này, chính là khí CO2. Điều này tương tự như trong những chai nước có ga ấy. Nhưng mà xe sủi nó không được nén sẵn khí CO2 như nước có ga. Nó sủi được là vì trong thành phần có hai chất bột màu trắng như thế này. Để mình làm thí nghiệm cho các bạn xem. Rồi, tiếp đến là cho nước vào. Đấy, như các bạn thấy, nó sủi lên rất mãnh liệt. Và câu hỏi dành cho các bạn là hai chất tạo nên sự sủi này tên là gì? À, mình sẽ cho các bạn một gợi ý. Mình sẽ đọc ra 6 chất trong thành phần của lọ xe sủi này. Đó chính là natri benzoat, natri hydrocarbonate, acid citric, glucose, saccharin và aspartame. Hai trong số 6 chất này chính là đáp án của câu hỏi. Chúc các bạn trả lời đúng. Câu trả lời của em là natri hydrocarbonate và aspartame. Cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại ạ. Xin mời Minh Ngọc đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời của em là natri benzoat và NaHCO3. Minh Ngọc đã đưa ra hai phương án lựa chọn. Và đúng là trong câu trả lời chúng tôi đang muốn nhắc tới chất tạo sự sủi cho viên sủi. NaHCO3 là muối của axit yếu bị axit mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. Axit carbonic H2CO3 là axit yếu và không bền phân hủy thành khí CO2 và H2O. Một câu trả lời mà bạn Minh Ngọc đưa ra đó là natri bicarbonate NaHCO3, hay chúng ta gọi là baking soda. Đúng. Và chất tiếp theo phải là C6H8O7. Acid citric ạ. Rất tiếc chưa có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời chính xác. Một câu hỏi về hóa học khá khó đúng không ạ? Văn Cường ơi, em cũng hãy thật bình tĩnh, bởi vì là phía sau đó chúng ta sẽ còn rất nhiều câu hỏi mà chúng ta có thể giành điểm. Hãy giữ bình tĩnh nhé và bạn có thể về vị trí. Cảm ơn Văn Cường.
Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Quốc Huy. Bạn đang có 50 điểm và xin mời Quốc Huy tiến lên phía trước. Bây giờ thì Quốc Huy sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình về gói câu hỏi. Giờ em chọn 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm dành cho Quốc Huy. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên như sau. Việc sản xuất và kinh doanh thuốc nổ trinitroglycerol đã đưa nhà khoa học nào trở thành 1 triệu phú, nhưng cũng đồng thời khiến ông ngẫm ra rằng thuốc nổ chiến tranh là tai họa cho con người. Nhà câu hỏi của em là Nobel. Vâng, và tên của ông còn được đặt cho một giải thưởng nữa đúng không ạ? Và mùa giải Nobel năm 2023 vinh danh những cống hiến to lớn của các cá nhân trên thế giới. Và đáp án chính xác là Nobel. Xin chúc mừng Quốc Huy. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Câu hỏi dành cho Quốc Huy như sau. Công suất truyền đi ở một trạm phát điện là 220 kW. Hiệu số trị của các công tơ điện ở trạm phát và trạm thu sau một ngày đêm lệch nhau 480 kWh. Vậy hiệu suất tải điện là bao nhiêu? Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Văn Cường đã nhấn chuông rất nhanh, xin mời bạn. Câu trả lời của em là 84,62%. Bạn đã tính như thế nào ạ? Dạ, đầu tiên thì em lấy 480 trừ cho 220, bởi vì đây là sự khác biệt giữa hai hiệu điện thế giữa nơi truyền đi và nơi chạm phát thì sẽ ra 260 kW. Sau đó em lấy 220 chia cho 260 thì sẽ ra được kết quả như trên ạ. Tuy nhiên nếu như chúng ta có thêm một chút thời gian và tính kỹ hơn một chút thì chắc là đáp án đưa ra sẽ mới là chính xác ạ. 91% mới là câu trả lời của chúng tôi. Khá tiếc cho Văn Cường, nhưng mà đồng thời Quốc Huy cũng cần tập trung để có thể hoàn thành tốt phần thi về đích của mình. Câu hỏi cuối cùng dành cho Quốc Huy như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Hello, my name is Hannah and I'm from Atlantic 5 Star English. Today I have a question to ask you. The continual and seamless coordination of multiple organs is required for a living organism to function. Which organ is primarily responsible for pumping blood rich in oxygen and nutrients across the body? Good luck. My answer is heart. Bạn đã nghe được những gì ạ? Dạ, em nghe được là cơ quan nào bơm máu đi chắc là trong cơ thể ạ. Vâng, trước đó thì cô giáo có nói là để duy trì sự sống của cơ thể thì cần sự hoạt động liên tục và nhịp nhàng của rất nhiều cơ quan khác nhau. Trong đó, bộ phận có chức năng bơm máu, dầu chất dinh dưỡng và oxy đi khắp cơ thể có tên là gì? Và đáp án chính xác là tim, heart. Chúc mừng Quốc Huy đã giành điểm trong hỏi của tôi. Đã hoàn thành xong phần thi của mình và bạn có thể về vị trí. Cảm ơn Huy. Người tham gia phần thi về đích cuối cùng là bạn Minh Ngọc. Xin mời Minh Ngọc. Và Minh Ngọc hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em chọn là 20, 30, 30. 20, 30 và 30. Hãy cùng dành tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho Minh Ngọc. Sử thần Vũ Quỳnh đã nhận xét về vị vua nào như sau? Vua tư trời cao siêu, anh minh quyết đoán, có hùng tài đại lược, võ giỏi văn hay, mà cái học của thánh hiền lại đặc biệt siêng năng, tay không lúc nào rời quyển sách.
tông ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Phú An ạ. Câu trả lời của em là Lê Thánh Tông ạ. Bạn có biết thêm những thông tin gì về vị vua này không ạ? Dạ, thì em quên hết rồi. Trong rất nhiều những di sản để lại cho hậu thế thì vua Lê Thánh Tông đã có một chủ trương, đó là với dân mọi việc lợi nên làm, mọi việc hại nên bỏ. Một vị vua suốt đời vì nhân dân, vua Lê Thánh Tông, xin chúc mừng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng dồn sự chú ý vào Minh Ngọc, người đang đến với phần thi về đích lúc này. Xin dành một tràng cổ vũ cho Minh Ngọc ạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi có giá trị 30 điểm đầu tiên của Minh Ngọc. Em lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Lựa chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi của Minh Ngọc với ngôi sao hy vọng như sau. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280 mét. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn, thuộc đất vườn, rộng 2 mét. Diện tích còn lại để trồng trọt là 4.256 mét vuông. Hãy tính kích thước các cạnh của khu vườn đó. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng ta gọi một cạnh của khu vườn là x mét, trong đó x sẽ phải nhỏ hơn 140. Cạnh còn lại của khu vườn sẽ là 140 trừ x. Do lối đi xung quanh vườn rộng 2 mét nên kích thước các cạnh còn lại là x trừ 4 và 136 trừ x mét. Vì diện tích còn lại để trồng trọt là 4.256 mét vuông, do đó ta có phương trình mở ngoặc x trừ 4 nhân với mở ngoặc 136 trừ x đóng ngoặc bằng 4.586. Giải phương trình ta sẽ nhận được x1 bằng 80, x2 bằng 60 và đáp án là chiều dài 80 mét và chiều rộng 60 mét ạ. Hỏi tính toán khá khó. Hy vọng rằng là Minh Ngọc cũng sẽ tiếp tục cố gắng với câu hỏi cuối cùng của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn cổ động cho bạn Minh Ngọc. Hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh với câu hỏi cuối cùng của mình trong phần thi này. Đồng Khởi, tác giả Nguyễn Văn Thương, Ngày Hội, tác giả Đặng Hữu Phúc, Trăm Sông Đổ Về Biển Đông, tác giả Trần Ngọc Sương là các tác phẩm được viết theo thể loại gì? Giao hưởng, kịch nói hay ba lê? Kịch nói ạ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời Văn Cường. Câu trả lời của em là giao hưởng ạ. Đó là câu trả lời chính xác. Và Minh Ngọc cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Bạn cũng đã cố gắng hết mức. Cảm ơn Minh Ngọc rất là nhiều. Đại diện đến từ trường Trung học phổ thông. Xin chúc mừng Phú An.